Chào tất cả các bạn. Thực ra thì hôm nay để giới thiệu anh em, mình sẽ làm một sản phẩm đồ hộp trợ. Hôm trước thì đã giới thiệu anh em, nó là cái mẫu 7570 của Dell. Đây là một sản phẩm brand new, mới nguyên thùng và cũng giống như em trai là gì? Em Tài. Ừ. Em Tài thì có hỏi là em vừa mới tham khảo hệ thống siêu thị của Trần Anh và có một số điểm sẽ khác trong phiên bản nhập khẩu chính hãng và hàng Việt Nam. Thì con này thì giới thiệu với bạn Tài, thì con này nó thêm tính năng là màn hình cảm ứng. Nó sẽ hỗ trợ nhận diện khuôn mặt, có nghĩa là sẽ cao cấp hơn một chút so với phiên bản Việt Nam. Duy thì có phiên bản này thì cũng nó chưa có SD, thì anh sẽ tháo và nâng cấp cho em. Bây giờ thì anh mời em mở hộp rồi giới thiệu một số tính năng của chiếc này cho em. Các bạn lưu ý là sản phẩm brand new với cả Refurbished nó sẽ có đôi chút khác nhau. Refurbished thì thường trên thị trường sẽ rẻ khoảng 3-4 triệu. Bên trong của nó thì sẽ có giấy tờ và cái này là để chống ẩm cho máy đây. Em cũng đổi hết của em. Và một cái hướng dẫn sử dụng của Dell bên trong. Sạc của bên trong sẽ là như này anh em nhé. Bạn biết nó theo cái sạc, kể cả dây sạc nó đều có đầy đủ. Đây, mời tất cả các bạn chiếm ngưỡng sản phẩm 7570. Đây là chiếc, nếu mà các bạn sử dụng những phiên bản này đầu tiên thì nó được giới thiệu là khi xử lý thế hệ thứ 8 Cofflex. Mặc dù là chiếc U nhưng nó là 4 lõi 8 luồng, xung nhịp của nó sẽ mạnh hơn 25% so với 77 i7 7700HQ thế hệ cũ. Đây, tôi giới thiệu luôn cho em này. Chắc là vừa là em xem thì người ta sẽ phải giới thiệu em, đó là cái màn hình này. Đây là option cao cấp nhất của Dell, thì nó sẽ có thêm 2 camera. Tính năng này thì bọn anh gọi là nhận diện khuôn mặt để mở máy và nó có cảm ứng, nó sẽ rất là tiện cho đối với anh em business. Đây, các bạn có thể nhìn thấy hình thức bên ngoài và cái trục bản lề nó sẽ làm như này. Trọng lượng máy nó chỉ khoảng 2kg với lớp vỏ nhôm nguyên khối hoàn toàn. Anh em có thể thấy là cái logo của nó mạng chrome và những chi tiết thì anh em làm đeo nó sẽ trong chút tinh xảo. Và đều là vật liệu sợi cao cấp để sản xuất. Trước khi giới thiệu cấu hình thì mình sẽ giới thiệu các cổng của nó. Là vi xử lý thế hệ mới thì chắc chắn là không thể thiếu cổng USB 3.1 dạng như này, HDMI, thêm 2 cổng USB 3.0, cổng phone. Anh em để ý kỹ chút này thì nó sẽ hơi vát một chút để chúng ta mở màn hình cho nó dễ này. Các bạn lưu ý các bạn là mở máy thì chúng ta sẽ mở ở đây. Và bên này thì vẫn còn cổng LAN và thêm một cổng USB đầu thẻ. Trục bản lề như này thì chắc chắn anh em yên tâm, nó rất là tốt. Con này theo Dell quảng cáo nó sẽ gập mở khoảng 20.000 lần anh em nhé. Hệ thống tản nhiệt của nó thì toàn bộ hút vào đây và tản gió hơi nóng ra đằng sau này, nó sẽ không gây cảm giác khó chịu của chúng ta. Và đây là hai cái loa nó đây. Hai cái này thì để là điểm nhấn cho chúng ta để trên mặt phẳng, nó sẽ không bị cập kênh. Trước khi mua cái này em đã nghiên cứu chưa? Em cũng có tham khảo qua cái review của anh. Nếu mà đây là hình thực tế khi em xem video, em nhìn em đánh giá thiết kế con này thấy nó như nào? Không phải nói thẳng, không phải quảng cáo. Vâng, thì như em cũng so sánh bên Trần Anh thì màn hình chắc chắn là nó sẽ không thể đẹp cảm ứng như này Trần Anh. Con này thì nó sẽ có cái tràn viền, nó nhìn rất là sang và nó hỗ trợ cảm ứng, nên chúng ta nếu mà làm văn phòng chúng ta sẽ có cảm ứng, nó sẽ tiện hơn. Đây, mời tất cả các bạn xem tổng thể. Một lát thì mình sẽ mở máy và option thêm cái ổ SD và mình sẽ xem cái phần cứng của con này đánh giá nó như nào, mời mọi người đến xem. Anh em có thể thấy là mình đang tháo và mở chiếc máy này ra. Thứ nhất là để tư vấn cho những anh em mua sau là những cái máy nó có thể nâng cấp được những gì trong máy và để khám phá nội tạng bên trong của chiếc máy này. Việc tháo và mở ra chiếc máy này thì cũng không phải là quá khó. Các bạn chú ý là toàn bộ thông số của máy nó sẽ có hết ở đây nhé. Anh em sẽ check trực tiếp với trang chủ của Dell để biết là sản phẩm này mới hay cũ và nó xuất xưởng như nào, thị trường gì. Các bạn có thể thấy là mình mở ra khá là dễ dàng. Mình sẽ chỉ từng linh kiện bên trong máy. Đầu tiên thì anh em sẽ hỏi là CPU của nó ở đâu. Thì đây là cái CPU của nó này. Nó dán trực tiếp trên bo mạch như này, chúng ta sẽ không nâng cấp được. Chính vì thế chúng ta sẽ chọn i5 hay i7 ngay từ ban đầu. Cả màn hình nó cũng vậy này. Và đây là hai khe cắm RAM. RAM này hoàn toàn chúng ta có thể nâng cấp được. Chuẩn RAM DDR4, chính vì thế con này maximum là 32GB này. SSD các bạn hỏi ở đâu thì nó là ở đây. Đây chúng ta cắm này.
Đây là dạng chuẩn HDMI, còn đây là cái ổ cứng truyền thống 1TB của nó đây. Pin của nó đây. Và đây là cái Wi-Fi AC. Đấy, này, hai đây là hai cái loa của nó này. Loa dạng to như này thì chúng ta nghe sẽ rất là hay. Đây là cái mẫu máy mới nhất của Dell thì anh em có thể nhìn thấy chi ngưỡng linh kiện của nó bên trong. Con này thì là chỉ có một quạt tản nhiệt như này. Chính vì thế thì mình cũng sẽ xếp con này vào business doanh nhân thôi. Nếu mà những dòng chuyên nghiệp thì nó sẽ dày và nó phải lắp hai quạt. Còn cặp màn hình này thì nó chỉ hỗ trợ anh em tầm trung, chủ yếu là giải trí và làm đồ họa tầm trung thôi. Bởi vì nguyên máy bản quyền mà, thì chúng ta phải ekip từ đầu. Phím này. Khoảng cách phím như này thì sẽ hỗ trợ anh em gõ rất là tốt nhá. Mà mình thấy cái chỗ này nó làm có vẻ hơi thừa một chút, rộng quá. Mà lại không có những cái dãy loa ở đây. Như này thì là loa nó sẽ hắt ở bên dưới và nó hốc ra ngoài này. Còn camera con này mình nhìn luôn này, camera kép anh em ạ. Không biết có hỗ trợ camera 3D không, nhưng mà sẽ có hai camera trên máy chứ không phải là một. Hai cái lỗ bé tí ở đây thì mình phát hiện ra nó rất nhỏ, chúng ta nhìn kỹ mới thấy thì đó chắc chắn là hai cái mic. Đây. Mình đã khởi động máy xong và mình exit xong. Máy chạy sẵn bản Windows 10 Home 64 bit. Đây anh em nhìn thấy điều đặc biệt đó là i7 8550U 1.8, nhưng đây là 8 CPU chứ không phải là 4. Thì vị trí nó là 4 lõi 8 luồng anh em nhá, mạnh như i7 7700HQ cũ. Và anh em có thể thấy là vi xử lý thế hệ 8 thì Intel có giới thiệu nó mạnh hơn đến 25% so với thế hệ CPU cũ cùng xuống nhịp. Máy nó loát chưa hết phần mềm này. Con này thì vẫn sử dụng cả màn hình 620 như trên các đời 7 bình thường. Và màn hình của nó là 1920x1080. Cả màn hình 940MX thì anh em có thể thấy nhìn luôn. Nó là dung lượng 4GB chứ không phải là 2GB. 4GB GDDR5 nhá anh em nhá. Ok. Tính năng tốt trên một số dòng máy tính mới đó là tính năng màn hình cảm ứng. Bởi vì thực ra màn hình cảm ứng bây giờ đó là cảm ứng 10 ngón, nó rất là thuận tiện chúng ta. Mình sẽ test luôn trên cái máy này có nhạy không. Đây, anh em thấy là rất nhạy nhá. Mình zoom ra này. Đấy. Cảm ứng như này thì các bạn làm business văn phòng thì nó rất là tiện. Những cái tập tin dữ liệu của chúng ta có thể là vuốt như trên một cái màn hình máy tính hoặc là iPad bình thường. À, rất là nhạy luôn anh em ạ. Loa con này cũng rất là to. À, nói chung là rất là ok trong phiên bản máy này, màn hình rất ok. Anh em có thấy là màn hình của nó khá là sáng nhá. Mình cứ tăng hết độ sáng của màn hình lên. Đấy. Có tấm lên IPS nhìn cái gì nó cũng trong vắt lên. Mà các màn hình của dòng thế hệ 8 kể cả là các on thì nó hỗ trợ 4K rất là tốt. CPU thế hệ 8 có nghĩa là vi xử lý những cái định dạng video 4K, nó sẽ hỗ trợ rất tốt trên những cái máy này. Nếu mà chạy CPU, những cái máy mà chạy CPU thế hệ thứ 8. Tổng kết lại thì mình nói luôn, chiếc Dell Inspiron 7570 có một thiết kế bên ngoài hiện đại và theo kịp xu thế, đó là cái màn hình khá là đẹp tràn viền. Nó là tràn viền, con này thực ra thì không thể so sánh mỏng như XPS được, nhưng mà nó làm cái viền màn thì nhìn khá mỏng và sang trọng. Đặc biệt lớp vỏ bên ngoài làm hoàn toàn bằng nhôm nguyên khối, chính thế nó tạo cảm giác cái máy luôn sang trọng và đẳng cấp. Đặc biệt được trang bị một vi xử lý Core i7, như anh em đã biết đó là Core Philex hệ 8 8550U. Nhưng mà lại 4 lõi 8 luôn, mạnh như i7HQ cũ trong một cái máy cũng khá là mỏng. Và đặc biệt được trang bị cả màn hình 940MX với dung lượng 4GB và ổ cứng 1TB. Con này là ổ cứng 1TB anh em nhá, nhưng là trang bị bộ nhớ 8GB, có nghĩa là cái ổ này nó sẽ gọi là SSHD, có nghĩa là ổ cứng LAN. Nếu mà chúng ta có điều kiện thì theo như mình, chúng ta sẽ option lên thêm một cái ổ cứng SD dạng chuẩn M2 NVMe, đọc con này cho nó chắc. Còn RAM thì trên máy này mặc định là 8GB, anh em yên tâm, máy có 2 slot cắm. Chính vì thế chúng ta maximum RAM trong tương lai chúng ta vẫn có thể nâng cấp lên 32GB RAM được. Tóm lại, tổng quan với giá thành trên thị trường hiện nay đang bán cái cấu hình như này nó khoảng 26-27 triệu đồng. Còn chốt lại với anh em, một cấu hình như này thì anh em hoàn toàn có thể làm đồ họa chuyên nghiệp được hoặc có thể chơi game được. Có một điều mình nhắc anh em, cặp màn hình 940MX với dung lượng 4GB thì đây nó chỉ là một cái cặp màn hình thuộc dạng tầm trung. Có nghĩa là một cái máy như anh em đã biết, nếu mà mỏng nhẹ doanh nhân thì không thể trang bị một cái cặp màn hình quá mạnh được. Chiếc máy này thì mình đánh giá nó sẽ phù hợp với các bạn làm business doanh nhân, nhưng có thể dùng, có thể đọc đồ họa hoặc nói chung là vẽ vời ABC thì chiếc máy này hoàn toàn thoải mái. Nhưng nó sẽ chưa được gọi là trong cái dòng máy tính chuyên nghiệp game. Dòng này thì mình nói luôn, một doanh nhân hay một bạn làm, một bạn lữ dùng thì nó rất là phù hợp. Thời lượng pin mình test qua thì nó dùng được khoảng 4-5 tiếng, rất thoải mái. Chip như này là mạnh rồi.
Còn giá bán thì nhắc lại anh em, trên thị trường đang khoảng 26 triệu cho cái cấu hình i7 như này. Đây, mời anh em nhìn thấy hình thức bên ngoài của nó này. Nó thực sự là thiết kế rất là xuất sắc, và rất đẹp và rất là sang. Đấy, nó sẽ không kiểu như hầm hố gân gốt cho mà so với một số dòng gaming, và cũng không phải quá ẻo lả so với một số cái dòng chẳng hạn như Imperium tầm trung. Chiếc này máy này thì thiết kế bên ngoài cực chắc chắn. Đấy, gập xuống bàn này. Cực mỏng. Chương trình chân tay sản phẩm Dell 57570 của mình đến đây là kết thúc. Anh em có những cái câu hỏi hoặc những cái sản phẩm gì cần đánh giá cứ vui lòng comment bên dưới, mình sẽ tổng hợp biên tập và quay những cái video giới thiệu cho anh em như này, trả lời cho anh em rất dễ hiểu và rất ngắn gọn. Thân chào anh em và hẹn gặp lại.